giải mã giấc mơ thấy tê giác. Mơ thấy tê giác đánh con gì? Tê giác là một trong những loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới do nạn săn trộm bất hợp pháp để lấy sừng. Vậy khi mơ thấy tê giác có ý nghĩa gì và ứng với con số may mắn nào sẽ đem lại tiền tài cho bạn trong lô đề soi cầu XSMB? Hãy cùng tử vi mỗi ngày.vn khám phá nhé. Tê giác là một trong những loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng hiện nay do bị săn bắt quá nhiều. Sừng tê giác là một loại thuốc quý mà nhiều người muốn có được đây chính là nguyên nhân dẫn đến số lượng loài này đang giảm sút rất nhiều và cần được bảo vệ. Khi bạn ngủ mơ thấy tê giác sẽ đem lại điềm báo hung hay cát cho người mơ? ý nghĩa và các con số tương ứng với chiêm bao mơ thấy tê giác sẽ được các chuyên gia sổ mơ giải đáp trong bài viết giải mã giấc mơ thấy tê giác. Mơ thấy tê giác đánh con gì hôm nay một giải mã ý nghĩa giấc mơ thấy con tê giác. Tìm hiểu về con tê giác. Tê giác là các loài động vật nằm trong số năm chi còn sống sót của động vật quốc lẻ trong họ rhinocerotidae tất cả năm chi nói trên đều có nguồn gốc ở châu Phi hay châu Á. Đặc trưng nổi bật của động vật có sừng này là lớp da bảo vệ của chúng được tạo thành từ các lớp chất keo với độ dày tối ưu khoảng 4 inch được sắp xếp theo cấu trúc mắt lưới. Tê giác còn được gọi là tê nghiêu, con tê cộng với chiếc sừng thành tê giác. Không biết từ bao giờ và từ đâu người ta cho rằng sừng tê giác có tác dụng lớn trong việc chữa trị những bệnh nan y. Vì vậy, sừng của động vật này được săn lùng giáo giết với giá bán cao hơn bất cứ loại sừng động vật nào. Sừng tê giác có thành phần cấu tạo tương tự tóc và móng tay con người. Vì thế, y học hiện đại cho rằng nó hoàn toàn không có giá trị y học. Nhưng, bất chấp những khuyến cáo khoa học, trên thị trường sừng tê giác vẫn được lén lút mua bán, ý nghĩa giấc mơ thấy con tê giác theo giải mã giấc mơ thấy con tê giác, nếu bạn mơ thấy con tê giác trong giấc mơ thì điều này cho thấy rằng bạn cần phải cố gắng nỗ lực rất nhiều để biến mục tiêu của bạn trở thành hiện thực. Mơ thấy tê giác cũng là thông điệp nhắc nhở bạn cần phải tích cực hơn trong cuộc sống và nên biết cách ứng xử phù hợp với các vấn đề đang xảy ra xung quanh mình đấy. Hai giải mã các trường hợp hay mơ thấy con tê giác nằm mơ thấy con tê giác con giấc mơ biểu thị rằng bạn đang theo đuổi hoài bão giấc mơ của mình trong quá trình này hãy thận trọng đối với những người quanh đó giúp họ hiểu hơn về bạn và những gì mình đang làm từ đó sẽ nhận được sự ủng hộ và đi tới con đường thành công dễ dàng hơn nằm mơ thấy con tê giác già cảnh báo nghiêm trọng về các tình trạng liên quan đến sức khỏe và cách đối xử của bạn đối với các người thân bên cạnh bản thân đừng quá vô tâm với cha mẹ hay các người lớn tuổi mơ thấy một đàn con tê giác khả năng có nhiều chuyện đen đủi sẽ đến trong cuộc đời như va chạm cãi vã Mâu thuẫn với người thân, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần phải bình tĩnh, tránh cả giận mất khôn, mơ thấy một con tê giác trắng, vận may hạnh phúc sẽ tới trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, con tê giác trắng còn là biểu tượng của sự thăng quan tiến chức, lĩnh vực xuân sẻ. Hãy nắm chắc cơ hội này để mang về cho mình các điều tuyệt vời nhất, nằm mơ thấy con tê giác đen. Có một chút trục trặc, khó khăn trong chuyện làm ăn, công việc nhưng điều này sẽ nhanh chóng qua đi nhờ có người làm cho đặc biệt chính bạn cũng đã nhanh nhạy quyết đoán trong nhiều chuyện nên rất có thể khắc phục sửa sai kịp thời mơ thấy tê giác màu tím bạn đang hài lòng với kết quả công việc của mình bạn đã cố gắng hết sức để đem lại những thành quả của ngày hôm nay bạn sẽ thành công nhanh chóng trong công việc và càng ngày càng phát triển hơn nữa mơ thấy giết mổ con tê giác các ý tưởng không tốt việc làm sai trái đang khiến bạn rơi vào bế tắc khủng hoảng tinh thần rất quan trọng nhất là phải giữ được lập trường quan điểm và biết việc gì nên làm việc gì không nằm mơ thấy nuôi con tê giác bạn đang rất nỗ lực trong con đường gây dựng sự nghiệp của bản thân dù vất vả đến đâu nhưng chỉ cần cố gắng nhất định thành công sẽ tới không nên vội nản lòng chiêm bao thấy cưỡi con tê giác cho thấy cuộc đời đang dần đi vào ổn định mọi việc đều có thể dễ dàng kiểm soát trong tầm tay dự báo về một tương lai thành công tươi sáng đối với sự nghiệp vững chắc mơ thấy tê giác ở môi trường tự nhiên cho thấy bạn đang lơ là công việc của mình lời khuyên tốt nhất ngay lúc này là bạn cần phải hoàn thành công việc đang giang dở của bạn mơ thấy tê giác bị nhốt trong lồng điều này cho thấy bạn cần người giúp đỡ để có thể vượt qua khó khăn này cho thấy bạn cần phải tích cực hơn trong mọi việc và phải biết cách ứng xử phù hợp mơ thấy tên giác đi qua đường cho thấy bạn đang bị áp lực bởi công việc bởi bạn vẫn chưa cân bằng được cuộc sống và công việc của mình việc cân bằng hai việc này rất khó khăn nên hãy cố gắng nhiều nhé mơ thấy tê giác trong sân nhà bạn cho thấy bạn đang thấy rất thoải mái sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển mơ thấy sừng tê giác nằm mơ thấy chiếc sừng trong giấc mơ của bạn là dấu hiệu cho thấy bạn đang có trực giác mạnh mẽ vì vậy hãy tin và làm theo sự chỉ dẫn của lý trí và linh tính của bạn mách bảo nếu bạn muốn chiêm bao cưỡi tê giác những bất ổn, khó khăn mà bạn đang gặp phải đang dần mất đi và cuộc sống đang dần đi vào ổn định, nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Đây là một dự báo tốt về tương lai tươi sáng thành công, và một sự nghiệp vững chắc. Mơ thấy đàn tê giác khi bạn chiêm bao thấy một đàn tê giác được xem là điềm báo không tốt đem lại xui xẻo cho bạn. Cuộc sống của bạn dự sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã và nghiêm trọng hơn có thể liên quan đến luật pháp. Dù có chuyện gì xảy ra bạn nên hết sức bình tĩnh để tránh những hậu quả đáng tiếc. Ba, Chiêm bao thấy tê giác đánh con gì? Mơ thấy tê giác trung trung, 67, 42, 09 mơ thấy một đàn tê giác, 29, 42 mơ thấy tê giác màu tím, 68, 80 mơ thấy tê giác băng qua đường, 63. 66 mơ thấy tê giác ở sa mạc, 93 96 chiêm bao thấy bạn cưỡi tê giác, 40 64 chiêm bao thấy tê giác không có sừng, 46 62 ngủ mơ thấy tê giác đang uống nước, 35 85 ngủ mơ thấy tê giác biết bay, 89 98 m thấy ăn thịt tê giác, 11, 31 m thấy có người cho thú nhồi bông hình tê giác, 15, 75 chiêm bao thấy tê giác bị giết chết, 35, 51 chiêm bao thấy tê giác bị ăn thịt, 61. 84 chiêm bao thấy tê giác màu trắng, không hay, 25 chiêm bao thấy sừng tê giác, 67, 95 chiêm bao thấy tê giác rượt đuổi mình, 31, 54 chiêm bao thấy cưỡi tê giác, 47, 86 chiêm bao thấy tê giác sinh con, 19. 43 chiêm bao thấy bắt tê giác 39, 99 bài viết trên đã giúp bạn giải mã được chiêm bao mơ thấy con tê giác và các con số may mắn mời bạn tham khảo thêm nhiều giấc mơ khác trên trang tử vi mỗi ngày vn hai một số giấc mơ thấy con rùa đàn ông mơ thấy con rùa giấc mơ này báo hiệu con đường sự nghiệp của bạn đang ngày càng phát triển phụ nữ mơ thấy con rùa Giấc mơ này cho biết địa vị của bạn ở cơ quan sẽ ngày càng được củng cố, nắm được quyền lực trong tay và có cuộc sống hạnh phúc người độc thân mơ thấy con rùa giấc mơ này báo hiệu tình duyên sắp đến bạn tìm được người tâm đầu ý hợp với mình mơ thấy rùa đang bò về phía trước báo hiệu bạn sẽ có cơ hội thay đổi môi trường làm việc hoặc thay đổi sang công việc mới mơ thấy rùa đang bơi dưới nước giấc mơ này cho biết cơ hội may mắn của bạn đã đến vì thế hãy nắm bắt để phát triển công việc của mình Mơ thấy con rùa khổng lồ, giấc mơ này báo hiệu về những sóng gió sắp ập đến với cuộc sống của bạn. Mơ thấy con rùa màu đen, điềm báo cho biết về những tai ương sắp đến với gia đình nhà bạn. Mơ thấy con rùa màu xanh, giấc mơ này báo hiệu cuộc sống tương lai của bạn sẽ rất bình yên hạnh phúc. 3 mơ thấy con rùa đánh số mấy may mắn. Giấc mơ thấy rùa không chỉ báo hiệu cho bạn biết trước những điểm báo liên quan đến cuộc sống, công việc và sức khỏe của bạn. Nó còn báo hiệu cho bạn những con số để bạn thử vận may của mình với các trò chơi may rủi. Giấc mơ của bạn là gì, bạn có thể tham khảo ngay dưới đây nhé. Đàn ông mơ thấy con rùa. 22 phụ nữ mơ thấy con rùa, 79 hoặc 97 người độc thân mơ thấy con rùa, 80 mơ thấy rùa đang bò về phía trước, 16 mơ thấy rùa đang bơi dưới nước, 03 mơ thấy con rùa khổng lồ. 63 hoặc 36 mơ thấy con rùa màu đen, 45 mơ thấy con rùa màu xanh, 17 mơ thấy con rùa màu trắng, 05 mơ thấy con rùa quý, 27 hoặc 71 mơ thấy rùa tai đỏ, 51 hoặc 04 mơ thấy rùa bằng đá. 15 mơ thấy rùa đẻ con, 13 mơ thấy một con rùa, 69 mơ thấy hai con rùa, 70 mơ thấy ba con rùa, 28 gen đây là giải mã giấc mơ thấy rùa có điểm báo gì? đánh số mấy để bạn có thể trả lời được câu hỏi và những thắc mắc cho giấc mơ của mình. Với những điểm báo này, dù tốt dù xấu bạn cũng chỉ dùng để tham khảo và không nên quá lo lắng khi mơ thấy giấc mơ này nhé. Dễ dàng xem được hàng ngàn các giấc mơ được giải mã bởi các chuyên gia hàng đầu cùng với những con số may mắn nhất tại tử vi mỗi ngày.vn